làng quê như hàng vạn làng quê. Nhưng Dạ Trạch có điều gì rất khác. Làng hiền hòa và em chất phác, con đê dài như tấm lưng ông, suốt ngàn năm nghe sóng nước sông Hồng. Đầm Dạ Trạch nước xanh trong như ngọc, soi bóng làng huyền thoại lung linh. Đầm một đêm ghi dấu chuyện tình, đồng tử tiên dung hóa thành bất tử. Rất linh thiêng nhưng cũng rất đời thường, hỏi Việt Nam có nơi nào như thế, cho chúng mình mãi mãi yêu thương. Anh đưa em về Dạ Trạch chiều xuân, thăm đầm Nhất Dạ đã bao lần, lễ đền huyền thoại ngàn năm tuổi, để tình trẻ mãi như mùa xuân. Làng Yên Vĩnh. Đây là đầm Dạ Trạch xanh trong như tấm gương soi của làng Yên Vĩnh. Theo sách Lĩnh Nam Chích Quái thì đầm Dạ Trạch gắn liền với truyền thuyết chữ đồng tử tiên dung. Vì giữ đạo làm con không bao giờ chống lại vua cha, nên trong một đêm sau tiếng nổ long trời, Thành Quách cùng chữ đồng tử và nhị vị phu nhân đã bay về trời, chỉ để lại dấu tích là một cái đầm rộng lớn nên gọi là đầm Nhất Dạ. Cạnh đó là gò đất cao, sau này người dân xây đền thờ thánh chữ đồng tử trên gò đất đó. Đầm Dạ Trạch còn là căn cứ địa chống giặc đầu tiên của người Việt Nam. Lịch sử còn ghi tháng 6 năm 545, quân giặc Lương xâm lược nước ta, vua Lý Nam Đế đã cử Triệu Quang Phục cầm quân đánh giặc. Triệu Quang Phục lấy đầm Dạ Trạch làm căn cứ, cứ đêm đêm ông cho quân dùng thuyền độc mộc ra đánh quân giặc. Tháng 3 năm 548, Lý Nam Đế mất, Triệu Quang Phục lên ngôi xưng là Triệu Việt Vương. Nhân dân Dạ Trạch xưa gọi ông là ông vua đầm đêm và xây ngôi đền thờ sau đền Dạ Trạch. Đây là ngôi đền thờ vua Triệu Việt Vương, tức là anh hùng dân tộc Triệu Quang Phục, người đã lãnh đạo cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống quân nhà Lương xâm lược. Ông đã lấy đầm Dạ Trạch làm căn cứ địa kháng chiến và sau 5 năm thì đã đánh thắng quân xâm lược và lên ngôi vua Triệu Việt Vương. Sau bao nhiêu năm bị vùi lấp, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã cho xây mới ngôi đền thờ uy nghi to đẹp. Khi Pháp xâm lược nước ta, vùng đầm Dạ Trạch lau sậy tùm, Đinh Gia Quế, quê xã Tân Dân đã lấy đầm Dạ Trạch làm căn cứ chiêu mộ nghĩa quân đánh Pháp, nên gọi là cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy từ năm 1883 đến 1892. Ông tự xưng là Đồng Quế Vụ. Khi Đồng Quế mất, Nguyễn Thiện Thuật là thủ lĩnh của nghĩa quân tiếp tục đánh Pháp cho đến năm 1892. Bác Rồng vốn là cựu chiến binh quân đội nhân dân Việt Nam,
Và năm nay bác là ngoài 80 tuổi và đã được cử là xong thì là nhân dân Hưng Yên tập trung vào coi là công đức đúc một cái quả chuông để hàng ngày thì là thỉnh chuông cho ngài. Sau khi mà xây dựng xong ngôi đền thì cán bộ và nhân dân thập phương đã cung tiến vào đền những cây quý, chẳng hạn như là trong đó có 3 cây dã hương do Ủy ban nhân dân tỉnh lấy từ cái cây 1.000 năm tuổi là đã được coi như là cây cổ nhất thế giới ở trên Bắc Giang, và các nhà vua phong cho cây này là quốc mộc đại vương dã hương. Thì cái cây đó là 1.000 năm tuổi vẫn xanh tốt xum xuê, và tỉnh Bắc Giang đã tặng cho ngôi bà ngôi đền này trồng 3 cây dã hương ở đây. Ngài đi rồi để lại một cái nón và một cái gậy, thì đấy là hai vật thiêng và thờ Hưng Yên. Và như trên kia là áo xanh là Đức Thánh, là Tiên, Tây Sa. Tây Sa, Tây Sa Công Chúa. Chùa Đồng Tử với Tiên Dung về đây, sau khi lập nghiệp ở đây thì Tây Sa Công Chúa thì quê và quê tôi là làng Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoai Châu, tỉnh Hưng Yên. Luận nghĩa hai chữ Yên Vĩnh theo chữ Hán, Yên tức là yên ổn, Vĩnh tức là mãi mãi. Yên Vĩnh là nơi để cho người dân quê tôi mãi mãi yên lành. Tôi rất tự hào mình là con dân làng Yên Vĩnh, có đền Hóa Dạ Trạch thờ Thánh Chử Đồng Tử, có đầm Dạ Trạch là căn cứ địa kháng chiến đầu tiên của người Việt. Làng đã được đón tiếp rất nhiều nhà sử học danh tiếng, nhiều giáo sư và các nhà nghiên cứu. Tôi tâm đắc lời nói của cố giáo sư sử học Trần Quốc Vượng. Ông nói, nếu tôi là người nông dân xã Dạ Trạch hay làng Yên Vĩnh, tôi thật tự hào vì một làng quê bé nhỏ đứa chứa trong lòng nó hai di tích của hai thời kỳ lịch sử khác nhau. Biết bao điều của làng qua lịch sử hàng ngàn năm chưa ai biết. Làng tôi như một trầm tích chưa có người khai phá.